Game sắp sửa tạo sự kiện mà không biết làm gì để mà thay đổi diện mạo. Thử lên nick.vn để mua vàng mua ngọc xem. Đầu tiên chỉ cần ấn nạp thẻ, chọn nhà mạng tương ứng và chọn đúng mệnh giá nhé. Vào phần dịch vụ, chọn game, ấn vào mua vàng và chọn vũ trụ mình cần mua và ấn thanh toán thôi. Rồi sẽ ra một bảng để mà bạn điền tên nhân vật vào đó. Chú ý, bot bán vàng sẽ đứng mặc định ở khu 51 và khu 52 ở vách Kakarot nhé. Dùng được luôn đối với bắn ngọc tự động. Vừa nhanh lại vừa dễ dùng, sử dụng nick.vn thật đặc tiện. Ok, và chào tất cả anh em trở lại với channel của mình nha. Mình là DB và chúc tất cả anh em một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là ước bí ước rồng xương bí ngô sao để đổi skill 2 đệ tử cho một em đã nhờ mình đổi. Đó là em ý đang skill khá là bá cháy, đệ tử là Mech và skill 1 là Daemon, skill 2 là Masenko. Quá hợp luôn vì đệ tử là đệ tử là Mech mà anh em. Daemon với cả Masenko thì anh em muốn ước đổi cái skill Masenko này thành Kame hoặc là Atomic. Đấy thì hiện tại em nó đã có hai cái cục bí ngô rồi, thì bây giờ mình sẽ đổi nha anh em. Bây giờ mình sẽ ước, nếu mà ước theo thủ thuật thì em ấy bảo là qua đảo Kame. Mình không biết phải đúng không. Đảo Kame. Hiện tại đang bị nhiệt ở mồm nên là nói chuyện hơi khó một chút, anh em thông cảm. Mẹ. Khẩu nghiệp nhiều quá giờ bị nhiệt ở mồm luôn. Vừa nói chuyện vừa đắp cả mồm, phải cố nói cơ. Hình như là khu 30 mấy nhỉ, em ấy bảo là khu 36 à. Đâu, thanh niên đâu? Hello motherfucker. Đây à? Không biết phải không? Tôi kệ đi. Đó thì nếu mình ước bí ngô hiện tại là có 2 viên đúng không? Hiện tại là có 2 bộ bí ngô 1 sao. 1 sao đến 7 sao thì 2 bộ mình nếu mình ước ra Atomic thì mình bộ đầu tiên mình ước ra Atomic thì bộ thứ hai mình sẽ ước ngọc để nâng lên skill. Còn bộ đầu tiên mà ra vẫn là Masenko lặp lại hoặc là Kame thì mình vẫn bộ thứ hai vẫn ước ngọc. Còn bộ mà lặp lại Masenko ấy thì mình vẫn ước tiếp. Thế thôi. Chỉ là vậy thôi. Bây giờ mình sẽ ước bộ đầu tiên anh em. Đấy, mong thì là ra Kame hoặc gì đó cho nó vui. Nào, anh em cùng điểm đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vô. Đi ước số 1 đúng không? Ok. Skill gì đây? Nào. Đây tự. Rồi ôi Kame Zuko anh em ơi. Một lần ước. Chỉ với một lần ước Kame thì cái đổi skill đệ tử skill 2 thì cực kỳ đơn giản thôi. Nhưng mà để khi mà nói là khi nó lên skill 3 ấy thì cực kỳ là khó, vì nếu anh em nào mà có skill 3 là ví dụ đệ Kame mà skill 3 là Kaioken thì lúc anh em đổi ấy thì nó lại là Masenko Atomic Masenko tái tạo năng lượng hoặc là gì nhỉ? Thái Dương Asan đấy. Xong em đổi đi là Atomic thì lại Kaioken. Thì phải đổi rất 3 4 5 6 bộ, nhiều anh em phải hơn chục bộ thì mới được Kame và tái tạo năng lượng hoặc là Thái Dương Asan. Đấy, thì Kame rồi, ngon rồi. Hiện tại là Kame đúng không? Kame thì ngon rồi, không phải là một skill cùi nữa. Thì bây giờ mình sẽ đổi mình sẽ gọi rồng một phát nữa để phải đợi 3 phút nữa. 3 phút nữa thì mình sẽ gọi một phát nữa và mình sẽ gọi 30 ngọc. 30 ngọc sau đó mình sẽ ra đây mình nâng cái nhỉ? Nâng skill đệ tử cho em ấy. Thì hiện tại là 30 ngọc là 300 ngọc. Ủa thì mình không hỏi là nâng lên bao nhiêu nhỉ ta? Nâng lên bao nhiêu nhỉ? Chết rồi, quên không hỏi rồi. Để thoát ra vào lại xem nào. Quên không hỏi. Đâu rồi, tin nhắn này. Tin nhắn. Ra Kame. Rồi nâng skin 2 cấp mấy? Một phát từ Kame đủ cái gì? Mẹ đỏ thứ gì đó anh em. Anh em thấy đây không? Cấp 2 à? Ok. Thì cấp 2 thôi thì cũng được rồi, không sao. Một phát thôi. Hai cái thẻ nâng cấp thì là cấp 3 chứ anh. Ngáo ngơ à? Hai cái thẻ nâng cấp thì là cấp 3. Nó chuẩn là nâng lên cấp 3. Ok đúng rồi, nâng lên cấp 3 hả anh? Ok. Ok. Đấy thì hiện tại là em chủ lịch em bảo là nâng lên cấp 3.
có nhà mình mở đấy, có mình nhà mình mở tay cũng khá là đen, à nhầm, quên, tay khá là đỏ, phát lên camera được camera luôn. Nhiều khi mình đổi cũng kiểu lặp đi lặp lại Masenko rồi lại Antomix rồi lại Masenko, hay xong mãi mãi mới được camera ấy. Thì đổi skill 2 là dễ hơn là được skill 2 với 3. Skill 2 không thì đổi dễ lắm. Dragon khỏe chưa? Dragon khỏe rồi. Dragon với cả Kame thì là quá khỏe rồi. Thì hiện tại là có skill 2 thì chắc chắn là đa số update thì toàn dùng skill 2 thôi. Skill 1 thì nó ít khi dùng á. Ok, sẽ không biết gọi là dùng chưa nhỉ? 3 phút, hiện tại là được mấy phút rồi? 1 phút nữa. Mình sẽ chờ 1 phút nữa sau đó mình sẽ gọi. Ây. Còn nick Bika Money của mình thì hiện tại là mình vẫn đang úp đệ tử. Nhưng em bảo là tại sao chắc không trả lời, thì hiện tại là mình đang treo nick. Mình treo thì mình sao có thời gian để mình trả lời anh em được. Bây giờ là rất mong anh thêm một cả. Vì mình vẫn đi làm mà, nên là không phải là lúc nào mình on game 24/24. Và rất nhiều anh em bảo là tại sao vừa on, mình cứ vừa on game cả là có quay clip không, muốn quay clip không. Thật sự mà nói là chơi game, ok. Chơi game thì phải cày các thứ, sau đó mình có ý tưởng mình quay clip, chứ làm sao lúc nào mình on game là có clip hay không được. Rất nhiều anh em cứ bảo mình on clip hỏi clip thì kiểu đấy nó hơi phiền ấy, kiểu như hơi nằng nhằng ấy. Mình on chứ chắc là mình quay, mình on là mình để mình chơi, mình cày ai xong mình nghĩ ý tưởng xong mình mới quay cơ, chứ không phải lúc nào mình on cái là mình quay được clip cho anh em xem đâu. Nên là anh em thông cảm phần đấy nhá. Rồi, quay trở lại với Ngọc Rồng, mình có thể gọi là chưa ta? 48 giây nữa làm cái gì bây giờ? Ô cùng, sâu con nick này nhỉ, đúng không anh? Ngồi không biết sâu gì. Từ từ vàng vô cái gì. Nick khá là ngon em ơi, có bông tai nhá, có cao su đặc biệt luôn này, cả ngon chưa, có cả trang Dracula luôn này, cả trang vô hình luôn này, thanh niên này đầu tư phết anh em ạ. Sự đánh à, hình như sẽ đánh em ạ, đùa sự đánh rồi, 6% sức đánh. Ồ cái giáp à, HP sợ lằng nhằng vớ vẩn đấy. HP à, skill thì cũng chưa full hẳn. Không biết được gọi được chưa, gọi lốt đi còn nâng skill ơi, cho em ấy xong mình còn thoát chứ, em ấy muốn vám đi rồi. Ok, đồng ý gọi dòng sượng. Điều 4 này, ngọc xanh. Rồi, cửa hàng. Thì mình biết là còn thừa ngọc mà anh em, nên là mình vẫn kiểu mình muốn ước xong mình mua ấy. Đó thì đâu rồi, đặc biệt nhỉ, đặc biệt skill 2 là 125 ngọc là 300 ngọc, thì lúc mình thừa mẹ rồi gì nữa. Lúc là hơn 300 ngọc đúng không? Thế lúc mình mua mẹ đi xong để cho anh ấy, em ấy ước sau cũng được, mất công. Đấy thì còn 40 ngọc thì chắc là 40 ngọc đấy, thì nếu mà có tích thêm được một bộ nữa thì gọi phát nữa xong lấy 60 ngọc và mua bùa 8 tiếng úp là được rồi, hợp lý. Đấy thì lưng này đệ tử đi theo. Sao không đi theo được? Đi theo. Đổi khu. Ủa đây từ đâu? À hợp thể à? Quên mất. Ngu quá. Không để ý. Rồi. Bắn thế nào? Bảo vệ. Bảo vệ. Đánh đi. Ôi má, mày tao bảo mày đánh sao mày bảo tao không đánh đi. Thằng mất dạy này. Đệ tử bố láo quá anh em ạ. Đấy, cam này khá là đẹp rồi. Ok thì mình xin dừng clip ở đây. Nếu anh thấy video này hay đừng quên để lại mình một like và đăng ký kênh. Thế anh em nào có thể comment ý kiến là anh em đã có đổi được cam với cả skill ngon chưa? Thì mình đổi một phát đầu tiên cho em này cũng khá là ngon với hai bộ rồi. Tuyệt vời. Và xin chào, hẹn lại cho những video sau. Bye bye.